Cái gì đây? Sạc pin cho đồng hồ treo tường hả? Đây các bạn, đây là cái đồng hồ treo tường mà mình lắp cho nó cái một bộ pin sạc nha. Mình làm một lần là mình xài mãi mãi luôn nha. Xin chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị đây là một cái máy đồng hồ treo tường nha. Thì mình đã móc dây của nó ra để mà mình sử dụng bằng pin sạc nha. Thì cái máy này mình đã móc dây ra sẵn nha. Thì mình cũng đã cho nó test chạy thử với lại cái pin 18650 này nè. Và mình sử dụng cái mạch hạ áp á. Cái mạch hạ áp như thế này nè. Mình hạ nó xuống còn 1,5 ha, là bằng với lại cục pin mình thường thay cho cái đồng hồ treo tường đó. Thì cái mạch này thì nó có mã số là LM2596DC nè. Thì cái mạch này nó có thể là sử dụng từ pin từ 3V cho đến 24V ha. Thì như vậy thì mình sẽ dùng cái pin 18650 này với lại một cái mạch sạc như thế này ha. Là mình sử dụng mình hạ áp xuống cho cái đồng hồ này là nó hoạt động được nha. Tự như với cái đồng hồ mà hai máy thì mình sẽ xài cái khóa pin 2S nha. Và đây là cái mạch 2S nha. Thì mình cũng sử dụng cái jack 5.5 này mình làm cái jack sạc cho nó nha. Còn cái mạch 1S này mình không sử dụng được nha. Đó thì mình sử dụng cái jack này. Và đây là cái mạch cân bằng 2S nha các bạn. Đây các bạn thấy đó là đây là mạch 2S nha. Thì mình sử dụng cái mạch này mình làm cái mạch sạc cân bằng cho nó nha. Thì mình sẽ đưa qua cái mạch hạ áp, mình hạ áp xuống cho nó còn 1,5 nha. Thì cái máy này thì mình đã móc dây ra sẵn, thì mình để thay thế qua cho cái đồng hồ khác nha. Giờ mình sẽ để cái máy này qua một bên để mình lấy cái đồng hồ của mình lên để cho các bạn xem là cái máy của mình nó sẽ có hai máy nha. À, đối với cái đồng hồ mà nó chạy như thế này nha các bạn, thì nó chạy hao pin hơn cái đồng hồ thông thường mà nó nhảy từng giây nha. Đây nha các bạn, phía sau cái đồng hồ nè, thì cái đồng hồ mình nó có cái quả lắc nha, thành thử ra là nó xài hai cái cục pin. Vì vậy mình nói là cái đồng hồ của mình nó có hai máy là như vậy nha các bạn. Còn ở bên đây thì mình thấy nó còn cái khoảng trống đây nè, thì nó rất phù hợp để mình thiết kế pin nó nằm ở phía sau cái đồng hồ như thế này nhé. Thì mình tìm cái vị trí nào mà nó thích hợp đó, thì mình sẽ lắp pin vô cho nó nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra để cho mọi người xem ở cái phía sau của nó như thế nào nha. Đây nè các bạn, đây là cái quả lắc như thế này nha. Nó xài bằng cái 500 từ nó đẩy cái qua lắc này, nó lắc qua lắc lại như vậy ha. Thử ra là cái máy dưới này nó rất là hao pin ha, cái máy của qua lắc á. Thì nó chạy khoảng thời gian là nó sẽ hết pin, mình phải thay nó liên tục nha. Mình thử ra như vậy thì nó cũng hơi bất tiện. Vậy hôm nay mình quyết định là mình độ lên cho nó một cái khóa pin 2S 18650. Đó, mình lắp thêm cho nó một cái mạch sạc để mình sạc nha. Thì mình làm như thế này thì mình chỉ cần bỏ công mình làm một lần là mình xài mãi mãi luôn, không cần phải mà tháo xuống mà thay pin gì nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái máy này ra, mình gãi cái máy đồng hồ ra, mình hàn dây vô cho nó nha. Giờ các bạn xem mình làm nha. Thank you.
ở chỗ cái phần mà mình tách cái đồng hồ này ra nè các bạn nên tách nó ra cẩn thận để nó văng mất mấy cái nhông của nó ha. Lại các bạn mà tách ra một cái mà nó bung nhông ra hết thì các bạn sẽ không để ý được cái nhông nó nằm ở cái vị trí nào để mình gấp lại nha. Và sau khi mà mình tách cái máy đồng hồ ra thì mình sẽ ngắt cái phần mạch của cái đồng hồ này ra nha. Nói cái mạch với thật ra nó cũng rất là đơn giản lắm nha bạn. Nó chỉ có một cái cuộn điện với lại mấy cái mạch nhỏ li ti ở ngoài sau thôi nha các bạn. Chứ nó không có gì mà nó rắc rối đâu nha. Thì theo mình nhìn thấy thì nó rất là đơn giản. Ở đây nè các bạn. Mình sẽ hàn nó vô trong hai cái tiết điểm này nè. Đó. Một cái dây ở phía bên ngoài nó là dây dương, còn dây bên trong nó sẽ là cái dây âm nha các bạn. Ở đây sau khi mình hàn vô nè các bạn. Thì do cái dây của mình nó hàn nó hơi to nha các bạn. Thì mình không có cái dây nhỏ mình hàn thì mình hàn cái dây này nó hơi to. Ha. Ở bên ngoài nó là dây dương còn bên trong là nó là dây âm nha. Thì sau khi mình hàn xong thì mình sẽ cắt ngay cái chỗ này để mình cho cái dây điện nó nằm xuống dưới nha. Tại vì cái dây điện mình nó to mình không có luồn qua ở phía sau được nha. Còn sau khi mà mình gắp cái đồng hồ lại thì nó có hai dây nó đi ra như thế này nha. Đó, bây giờ mình sẽ để nó qua một bên trước, mình sẽ làm tiếp cái khóa pin 2S nha. Thì cái khóa pin 2S thì các bạn sẽ cần tới sử dụng tới cái khay pin như thế này ha. Thì khay pin như thế này là nó là sử dụng cho pin 2S nha. Nó vẫn có ký hiệu cộng trừ cho mình nha. Đó, đây là đồ đồ dương nè, đây là đồ âm mà và ngược lại ở bên kia nó cũng vậy nha. Đó thì mình lắp cái khóa pin này vô như thế này thì nó sẽ thành pin 2S nha các bạn. Đó, để mình đo cho các bạn xem thử coi là bây giờ trong hai cái viên pin này thì nó được bao nhiêu volt ha. Đây các bạn, nó được 7,8V nha. Thì với 7,8V này thì mình hàn vô xong như thế này ha. Thì mình sẽ hạ nó xuống nó còn 1,5V nha. Thì cái việc mà mình hàn mạch vô như thế này thì nó rất là đơn giản các bạn. Nghĩ thì ai cũng có thể hàn được nha. Thử ra là ở những cái công đoạn hàn đó thì mình cũng không có quay để cho mọi người xem nha. Đó, sau khi mình lắp cái khóa pin 2S vô như thế này á thì mình dùng cái đồng hồ mình đo nha các bạn. Đó, nhưng mà đo như thế này thì nó chưa có lên điện đâu các bạn, do là cái mạch sạc nó chưa có mở điện ha. Thế ra bây giờ mình phải kích nó lên nha. Kích nó thì mình cắm cái giắc sạc này vô nè. Thì khi mà nó có dòng điện lớn lên đi vô thì nó sẽ cháy cái đèn led ở bên cái mạch hạ áp nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Đó là cái mạch hạ áp đó, nó báo cái đèn đó là sẽ trên 3V là nó sẽ sáng cái đèn kiểu của mạch hạ áp nha. Đây các bạn thấy không? Giờ là khóa pin mình nó là 8V chính nha. Mà cái đầu ra của nó hiện tại bây giờ là bao nhiêu đây? Đây nó là 6,5V, 6,6V nha các bạn. Để mình đo lại các bạn xem. Các bạn nhìn cái đồng hồ nè. Đó, hiện tại giờ là nó 6,6V nha. Thì bây giờ mình sẽ rút điện ra mình đo lại cho các bạn xem là nó chính xác của nó là bao nhiêu. Đây nó là 6,5V nha. Thì bây giờ mình sẽ hạ nó xuống còn 1,5V nha. Các bạn xem mình hạ nó xuống nè. Mình dặn cái biến trở này nó ngược kim đồng hồ thì nó sẽ hạ áp nha. Còn mình dặn mà thuận theo kim đồng hồ thì nó là cái mà nó tăng áp lên nha các bạn. Bây giờ mình chỉnh nó xuống còn 1,5V nha. Đây là 1,53. Đó. Miễn là 1,53V thì cũng không có vấn đề gì nha các bạn. Thì nếu mà pin mình đầy thì nó cũng hơn hơn 1,5V rồi. Bây giờ mình sẽ để nó 1,53V ha.
Đó, thì bây giờ mình sẽ dán dán cái vị trí nó nằm ở trên cái đồng hồ, đầu đồng hồ như thế này ha. Còn cái mặt hạ thì mình sẽ dán nó nằm cọc hông như vậy nha, để cho thuận tiện mình hàn cái dây vô đó. Đó, mình hàn hai cái dây vô như thế này nha. Nhưng mà để cho nó đỡ gồm gài nha các bạn. Thì mình hai hai cái cọng dây mà của cái máy đồng hồ với lại cái quả lắc á, thì mình sẽ hàn chung vô luôn một 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 dây nha, coi như là mình mắc song song với nhau á, thì cho nó ra hai hai đầu dây để mình hàn vô trong cái mạch giảm áp nha. Bây giờ mình sẽ gắp cái đồng hồ lại để các bạn xem nó sẽ hoạt động như thế nào nha. Để các bạn xem mình làm nha. Đây nha các bạn, sau khi mà mình lắp hoàn thiện cái đồng hồ nha, thì qua lắc nó sẽ lắc như thế này nha. Giờ mình sẽ treo lên trên tường coi nó hoạt động như thế nào nha. Và đây là ở phía bên mặt sau của cái đồng hồ nha, thì cái giác sạc mình cũng dùng cái nén mình dán lên trên đây nha, để cho nó gọn bên trong nha. Mạch thì nó cũng nằm gọn hết ở bên trong rồi. Thì cái phần này nó sẽ không có còn pin nữa nha các bạn. Ở đây nha các bạn, sau khi mà mình treo lên trên tường, mình cắm sạc vô cho nó nha các bạn. Các bạn có gì lạ không? Đồng hồ treo tường mà sử dụng pin sạc nha các bạn. Đây mình lắp cái mạch sạc nó nằm ở đây nha. Bây giờ thì mình tốn công mình làm một lần mà mình sẽ sử dụng mãi mãi nha các bạn. Đó, thì giờ mình chỉ cần sạc ở đây thì khi nào mà cái pin nó đầy á, thì nó sẽ báo đèn xanh nha, là mình sẽ rút nó ra là được nha. Thì cái video này mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Xin chào tạm biệt các bạn.